Hồng Nguyên xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào đón quý vị đến với chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông TNT Media. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức mới nhất của chúng tôi với bản tin Hoa Kỳ, Việt Nam và Thế giới. Thành phố Philadelphia, Pennsylvania đã trở thành tâm điểm khi bà Kamala Harris và ông Donald Trump gặp nhau trong một cuộc tranh luận vốn có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử vào tháng 11. Sau kỳ nghỉ hè, các nghị sĩ trong Hạ viện Hoa Kỳ sẽ đưa ra một loạt các biện pháp nhắm vào Bắc Kinh để kiềm chế và chống lại ảnh hưởng và quyền lực của Trung Quốc qua các lĩnh vực như công ty công nghệ sinh học, máy bay không người lái và xe điện. Hoa Kỳ và Anh hôm 10 tháng 9 chính thức cáo buộc Iran cung cấp hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Các tàu chiến của Nga và Trung Quốc hôm 10 tháng 9 đã bắt đầu các cuộc diễn tập mà Nga cho biết nằm trong một loạt các cuộc tập trận hải quân lớn kéo dài từ Địa Trung Hải đến Thái Bình Dương. Một lớp học tại một đại học trung tâm Tokyo được mở ra để nghe một nhà báo Trung Quốc thuyết trình về Đài Loan và nền dân chủ, những chủ đề cấm kỵ không được thảo luận công khai ở quê nhà Trung Quốc. Hàng trăm người chết và mất tích khi nước lũ cắt sông ở miền Bắc Việt Nam dâng cao, có nguy cơ nhấn chìm các tỉnh, trong đó có thủ đô Hà Nội, trong khi Việt Nam vừa cấp tốc đề nghị Trung Quốc ngưng xả lũ trên sông Hồng. Chính quyền Hà Nội vừa ra lệnh cấm hai cây cầu trọng yếu qua sông Hồng ngay trung tâm thành phố, trong khi Vĩnh Phúc cũng vừa cấm một cây cầu bắc qua sông Lô sau khi một cây cầu khác vừa bị sập ở tỉnh Phú Thọ, kéo theo người và xe cộ xuống sông. Tập đoàn Enel của Italy đang chuẩn bị rời khỏi Việt Nam. Đây sẽ là hành động mới nhất của một công ty phương Tây bỏ các dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Và sau đây là bản tin chi tiết. Thành phố Philadelphia của tiểu bang Pennsylvania đã trở thành tâm điểm khi bà Kamala Harris và ông Donald Trump gặp nhau trong một cuộc tranh luận vốn có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử vào tháng 11. Đây cũng là nơi khai sinh ra nền độc lập của Hoa Kỳ, thành phố của tình anh em và là quê hương của võ sĩ quyền Anh Rocky Balboa, một nhân vật huyền thoại được các hãng phim Hollywood dựng lên và được rất nhiều người yêu thích. Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút được đài truyền hình ABC News tổ chức. Địa điểm diễn ra cuộc tranh luận là Trung tâm Hiến pháp Quốc gia, nơi có quả chuông tự do và hội trường độc lập, cũng là nơi Hiến pháp Hoa Kỳ được ký. Một số quán bar và trường đại học của thành phố đã tổ chức các buổi xem tập thể cuộc tranh luận, trong khi những đảng viên dân chủ hàng đầu tụ họp tại một khách sạn để cùng xem cuộc tranh luận. Với 19 phiếu đại cử tri đoàn, Pennsylvania là giải thưởng lớn nhất trong số các tiểu bang chiến trường dự kiến sẽ quyết định cuộc bầu cử. Hầu hết các chuyên gia đều dự đoán bất kỳ ai giành chiến thắng ở Pennsylvania sẽ giành được tòa bạch ốc. Theo truyền thống, đảng Dân Chủ giành chiến thắng tại Pennsylvania bằng cách giành được số phiếu áp đảo tại thành phố lớn Philadelphia, vốn có nhiều phiếu để bù đắp cho số phiếu thua tại hầu hết các khu vực còn lại của tiểu bang, và đạt được chiến thắng. Sau kỳ nghỉ hè, các nghị sĩ trong Hạ viện Hoa Kỳ sẽ đưa ra một loạt các biện pháp nhắm vào Bắc Kinh để kiềm chế và chống lại ảnh hưởng và quyền lực của Trung Quốc qua các lĩnh vực như công ty công nghệ sinh học, máy bay không người lái và xe điện. Đây sẽ là trọng tâm chính của Hạ viện Mỹ trong tuần đầu tiên. Hoa Kỳ vốn coi Bắc Kinh là đối thủ địa chính trị lớn nhất của mình, và Hoa Kỳ sẽ có các luật lệ để đảm bảo Hoa Kỳ sẽ chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh. Nhiều dự luật dự kiến được biểu quyết trong tuần này dường như nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, phản ánh sự đồng thuận mạnh mẽ rằng cần có chương trình để chống lại Trung Quốc. Dân biểu Cộng Hòa John Melanas, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện chuyên trách về đảng Cộng phản Trung Quốc cho biết, dự luật sẽ có những bước đi có ý nghĩa để chống lại mối đe dọa về quân sự, kinh tế và ý thức hệ của đảng Cộng sản Trung Quốc. Mục tiêu của Hoa Kỳ là giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này. Phát ngôn viên Lưu Bằng Vũ của Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington gọi luật này là chủ nghĩa McCarthy mới,
thổi phồng căng thẳng trong năm bầu cử. Nếu được thông qua, dự luật sẽ gây ra sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ. Sự hợp tác cùng có lợi và chắc chắn sẽ gây tổn hại đến lợi ích, hình ảnh và uy tín của chính Hoa Kỳ. Trong số các dự luật, có những nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào các công ty công nghệ sinh học của Trung Quốc, cấm xe điện và máy bay không người lái của Trung Quốc, hạn chế công dân Trung Quốc mua đất công nghiệp tại Mỹ, thắt chặt các hạn chế xuất khẩu và khôi phục chương trình xóa bỏ tình trạng dò thám và ăn cắp sở hữu trí tuệ. Nếu được chấp thuận, các biện pháp này vẫn cần phải được Thượng viện thông qua trước khi được Tổng thống ký ban hành. Hoa Kỳ và Anh hôm 10 tháng 9 chính thức cáo buộc Iran cung cấp hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu cùng với Ngoại trưởng Anh David Lammy trong chuyến thăm London và cho biết các lệnh trừng phạt sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất. Ông Blinken và ông Lammy đang chuẩn bị thực hiện chuyến thăm chung vào ngày 11 tháng 9 tới Ukraine, nơi họ sẽ gặp Tổng thống Zelensky và các quan chức cấp cao khác để thảo luận về việc tăng cường khả năng phòng thủ của nước này. Hiện Nga đang cố gắng đẩy lùi cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine, vốn đã chiếm hàng trăm dặm lãnh thổ ở khu vực Kursk của Nga. Những cáo buộc này của Hoa Kỳ và Anh sẽ là lý do làm ông Zelensky mạnh dạn hơn nữa trong việc kêu gọi Hoa Kỳ và các đồng minh khác cho phép Ukraine sử dụng hỏa tiễn do phương Tây cung cấp để tấn công sâu bên trong nước Nga và tấn công các địa điểm mà Nga sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine. Trên thực tế, Ukraine vẫn sử dụng vũ khí của chính mình để tấn công các mục tiêu sâu hơn ở Nga, tiến hành một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào lãnh thổ Nga hôm 10 tháng 9, vào nhiều khu vực bao gồm cả thủ đô Moscow. Chuyến thăm chung hiếm hoi tới Kyiv đã được thông báo trước một cách bất thường như một tín hiệu công khai về sự ủng hộ của Hoa Kỳ và Anh đối với Ukraine trước khả năng là một mùa đông tàn khốc sẽ xảy ra vì các cuộc tấn công của Nga. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có cho phép vũ khí mà họ cung cấp tấn công các mục tiêu ở Nga hay không, ông Blinken nói, mọi hoạt động sử dụng vũ khí đều cần phải liên kết với một chiến lược được bàn thảo kỹ lưỡng. Ngoại trưởng Mỹ nói, mục tiêu của chuyến thăm chung trong tuần này là lắng nghe trực tiếp từ giới lãnh đạo Ukraine về nhu cầu của họ và thời điểm này, và chúng tôi có thể làm gì để hỗ trợ những nhu cầu đó. Tin tức về các vụ chuyển giao hỏa tiễn từ Iran bắt đầu xuất hiện vào cuối tuần qua. Ông Lammy gọi các vụ chuyển giao hỏa tiễn là một phần của một mô thức đáng lo ngại mà chúng ta đang thấy. Đây chắc chắn là một sự leo thang đáng kể. Iran đã phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Nga để tiến hành chiến tranh ở Ukraine. Giám đốc CIA William Burns, người đã có mặt tại London hôm 7 tháng 9 để tham dự cuộc họp chung với người đồng cấp tình báo Anh, đã cảnh báo về mối quan hệ quốc phòng đang phát triển và đáng lo ngại liên quan đến Nga, Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn, mà ông cho là đe dọa cả Ukraine và các đồng minh phương Tây ở Trung Đông. Tàu chiến của Nga và Trung Quốc hôm 10 tháng 9 đã bắt đầu các cuộc diễn tập mà Nga cho biết nằm trong một loạt các cuộc tập trận hải quân lớn kéo dài từ Địa Trung Hải đến Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 4 tàu chiến Trung Quốc và một tàu tiếp tế đã hợp tác với các tàu của Nga tại vịnh Peter Đại Đế ở phía Nam để tập trận nhằm bảo vệ liên lạc trên biển và các khu vực hoạt động kinh tế hàng hải. Bộ này cho biết các cuộc tập trận đó là một phần của các cuộc diễn tập lớn hơn nhiều, có sự tham dự của hơn 400 tàu chiến, tàu ngầm và tàu hỗ trợ của Nga sẽ diễn ra cho đến ngày 16 tháng 9 tại Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương, cũng như Địa Trung Hải, Baltic và biển Caspian. Trung Quốc cho biết hôm 9 tháng 9 rằng mục đích của cuộc tập trận với Nga là để làm sâu sắc hơn mức độ phối hợp chiến lược giữa quân đội Trung Quốc và Nga và tăng cường khả năng ứng phó chung với các mối đe dọa an ninh. Tổng thống Nga Putin đã quan sát lễ khai mạc các cuộc tập trận hải quân lớn từ Trung tâm Tình huống của Điện Kremlin vào ngày 10 tháng 9. Một
Một lớp học tại một đại học trung tâm Tokyo được mở ra để nghe một nhà báo Trung Quốc thuyết trình về Đài Loan và nền dân chủ. Những chủ đề cấm kỵ không được thảo luận công khai ở quê nhà Trung Quốc. Ông Jia Jia, diễn giả khách mời tại Đại học Tokyo cho biết, ông đã bị giam giữ một thời gian ngắn tại Trung Quốc, cách đây 8 năm vì bị tình nghi viết lời kêu gọi nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc từ chức. Ông là một trong số hàng chục nghìn trí thức, nhà đầu tư và các công dân Trung Quốc khác đã chuyển đến Nhật Bản trong những năm gần đây. Một phần trong làn sóng di cư của người dân Trung Quốc. Hoàn cảnh của họ rất khác nhau và họ rời đi vì đủ mọi lý do. Một số rất nghèo, những người khác rất giàu. Một số người rời đi vì lý do kinh tế, với các cơ hội cạn kiệt khi sự bùng nổ của Trung Quốc kết thúc. Một số người chạy trốn vì lý do cá nhân, khi ngay cả các quyền tự do hạn chế cũng bị xói mòn. Di dân Trung Quốc đang đổ xô đến mọi ngóc ngách trên thế giới, từ những công nhân tìm cách khởi nghiệp kinh doanh riêng ở Mexico cho đến những học sinh kiệt sức khiến phụ huynh phải tìm cách đưa sang Thái Lan để học tập. Những người chọn Nhật Bản có xu hướng khá giả hoặc có trình độ học vấn cao, bị thu hút bởi cuộc sống dễ chịu, nền văn hóa phong phú và chính sách di trú ưu tiên cho các chuyên gia có trình độ cao của đất nước này, với ít phản ứng chống di dân như thường thấy ở các nước phương Tây. Ban đầu ông Jia định di cư đến Hoa Kỳ chứ không phải Nhật Bản, nhưng sau khi trải qua đợt bùng phát của virus corona ở Trung Quốc, ông rất muốn rời đi và đơn xin thị thực Hoa Kỳ của ông bị kẹt trong quá trình xử lý, vì vậy ông đã chọn Nhật Bản thay thế. Một phúc trình của công ty di cư đầu tư Henley's Partners cho biết gần 14.000 triệu phú đã rời Trung Quốc vào năm ngoái, nhiều nhất trên thế giới, và Nhật Bản là điểm đến phổ biến. Một động lực chính là lo ngại về sự an toàn cho tài sản của họ ở Trung Quốc hoặc Hồng Kông. Các doanh nhân nằm trong số những người rời khỏi Trung Quốc sau khi Đảng Cộng sản đàn áp ngành công nghệ, bao gồm tỷ phú Jack Ma, người sáng lập công ty khổng lồ thương mại điện tử Alibaba, vốn nhận chức giáo sư tại cao đẳng Tokyo, một phần của Đại học Tokyo danh tiếng. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói vào đầu năm nay, khi công bố những nỗ lực nới lỏng của hạn chế di trú nghiêm ngặt của Nhật Bản rằng, điều quan trọng là Nhật Bản phải trở thành một quốc gia hấp dẫn đối với nhân tài nước ngoài, để họ sẽ chọn làm việc tại đây. Hàng trăm người chết và mất tích khi nước lũ cắt sông ở miền Bắc Việt Nam dâng cao, có nguy cơ nhấn chìm các tỉnh, trong đó có thủ đô Hà Nội, trong khi Việt Nam vừa cấp tốc đề nghị Trung Quốc ngưng xả lũ trên sông Hồng. Hà Nội đã bị ngập lụt ở nhiều nơi và đang đối mặt nguy cơ ngập khắp nơi sau khi nước sông Hồng dâng cao đến mức báo động. Hình ảnh trên đài truyền hình cho thấy, nhiều nhà dân, khu vực ven sông Hồng ở huyện Mỹ Đức, Ba Vì, Sóc Sơn v.v. đã bị ngập lụt với hàng trăm hecta hoa màu bị chìm trong biển nước. Ba ngày sau khi bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam hôm 7 tháng 9, mưa lớn đã xảy ra khắp nơi trên khắp miền Bắc, khiến nước các con sông lớn dâng cao, gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Hình ảnh trên truyền thông và mạng xã hội cho thấy nước các con sông chảy cuồn cuộn, ngấp nghé đến mặt cầu. Đến trưa ngày 10 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu cấp Hà Nội đã ban bố lệnh báo động cấp 1 sau khi mực nước sông Hồng lên đến mức 9,5m. Ngay trong đêm 9 tháng 9, chính quyền phường Phúc Xá, quận Tây Hồ đã phải khẩn cấp di tản 4 gia đình dân với 9 người trên bãi giữa sông Hồng, trong khi nhiều gia đình ven sông ở các huyện Ba Đình, Hoàng Kiếm, Tây Hồ đã phải chạy nạn lũ lụt trong đêm. Trên mạng xã hội cũng đã lan truyền thông tin vỡ đê ở huyện Sóc Sơn, tuy nhiên cổng thông tin điện tử chính phủ đã bác bỏ thông tin này. Trong lúc này, các tỉnh Lào Cai và Yên Bái đã công bố tình trạng khẩn cấp do mưa lũ và sạt lở đất. Thành phố Yên Bái và nhiều địa phương của tỉnh chìm trong biển nước. Nhiều phường, xã bị cô lập, giao thông chia cắt với hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập. Còn tại Lào Cai, mưa lớn tràn ngập đã gây sạt lở ở nhiều nơi và khiến nước sông, suối lên nhanh có nguy cơ gây lũ quét. Tính tới ngày 10 tháng 9, đã có gần 40 người chết và mất tích ở Yên Bái do sạt lở đất. Còn ở Lào Cai, một trận lũ quét vào sáng ngày 10 tháng 9 đã vùi lấp gần 130 người ở huyện Bảo Yên, làm 56 người chết và mất tích. Thành phố Thái Nguyên tại tỉnh Thái Nguyên cũng bị ngập lụt khi nước sông Cầu dâng cao. Một người dân ở đây nói rằng,
nhiều người dân vùng lũ bị mắc kẹt trong điều kiện không có điện, nước và thông tin liên lạc. Các tỉnh Phú Thọ, Hải Dương, Tuyên Quang, Bắc Giang, nước các con sông cùng lên nhanh gây lũ cuốn, khiến có người dân thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm cho Trung Quốc và trao đổi với đại biện lâm thời nước này tại Hà Nội để đề nghị Bắc Kinh có những biện pháp hỗ trợ nhằm giảm thiểu nguy cơ lũ lụt và gây ngập úng tại hạ du sông Hồng. Khẩn trương làm việc về việc kiểm soát việc xả lũ ở thượng nguồn sông Hồng ở tỉnh Vân Nam tràn xuống. Việt Nam đề nghị Trung Quốc giảm hoặc đóng cửa xả tại các đập thủy điện ở thượng nguồn, đồng thời nếu có xả lũ thì cần thông báo kịp thời, thời gian và lưu lượng xả lũ. Phạm Minh Chính vào ngày 10 tháng 9 đã đi thị sát tình hình ở tỉnh Bắc Giang và chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh bị thiên tai để bàn về công tác ứng phó. Ông đã yêu cầu quân đội, công an huy động tất cả phương tiện và lực lượng, kể cả trực thăng, để cứu trợ người dân. Chính quyền Hà Nội vừa ra lệnh cấm hai cây cầu trọng yếu qua sông Hồng ngay trung tâm thành phố, trong khi Vĩnh Phúc cũng vừa cấm một cây cầu bắc qua sông Lô, sau khi một cây cầu khác vừa bị sập ở tỉnh Phú Thọ kéo theo người và xe cộ xuống sông. Ảnh hưởng hoàn lưu của bão Yagi đã gây mưa lớn trên khắp các tỉnh miền Bắc trong hai ngày qua, khiến nước dâng cao trên các con sông lớn ở miền Bắc. Hình ảnh do truyền thông trong nước và người dân đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, mực nước sông Hồng ở Hà Nội đã gần mấp mé mặt cầu, trong khi nước sông chảy cuồn cuộn. Cầu Phong Châu cũng bắc qua sông Hồng, nối liền hai huyện Tam Nông và Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ đã bất ngờ sập xuống sông, khiến cho 10 xe rơi xuống sông và 8 người vẫn còn mất tích, theo ước tính sơ bộ của giới chức sở tại. Nguyên nhân chính vụ sập cầu này được công bố là do nước sông dâng cao, chảy xiết, làm sập một trụ cầu và cuốn trôi hai nhịp cầu. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng chất lượng công trình thấp là nguyên nhân gây sập cầu. Một ngày sau vụ sập cầu ở Phú Thọ, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ra thông báo hạn chế qua lại trên cầu Trương Dương, cây cầu huyết mạch nối liền trung tâm Hà Nội với các quận Long Biên và Gia Lâm, với nguyên nhân là đảm bảo an toàn cho người dân. Đến chiều ngày 10 tháng 9, đến lượt cầu Long Biên cũng bị cấm hoàn toàn kể từ 15 giờ chiều. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nói cầu Long Biên sẽ bị cấm cho đến khi nước lũ rút hết và đảm bảo an toàn. Cầu Long Biên là cầu đường sắt kết hợp lưu thông xe hai bánh, cũng nằm giữa trung tâm thủ đô. Đây là cây cầu lịch sử của Hà Nội, được người Pháp xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1903 và đến nay vẫn đứng vững sau hơn 120 năm, dù trải qua nhiều thăng trầm trong chiến tranh và hòa bình. Trong khi đó, cầu Trương Dương có tuổi đời chưa tới 40 năm và là một cây cầu rất tấp nập ngay giữa trung tâm thủ đô. Kết quả kiểm định cầu vào các năm 2013 và 2021 cho thấy bê tông tróc làm lộ cốt thép, hang gỉ nhiều vị trí và mặt cầu đã bị bong tróc bê tông một số chỗ. Sau khi hai cây cầu này bị đóng và hạn chế, người dân Hà Nội vẫn còn có thể băng qua sông Hồng trên các cây cầu khác như Thăng Long, Thanh Trì, Vĩnh Tuy và Nhật Tân. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, giáp Hà Nội, nhà chức trách cũng ban hành lệnh cấm cầu Vĩnh Phúc bắc qua sông Lô nối tỉnh này với tỉnh Phú Thọ, sau khi một tàu chở hàng và một xà lan bị nước lũ chảy xiết cuốn, đâm vào thành cầu và bị kẹt lại dưới gầm cầu. Chính quyền đang phối hợp với công binh tính toán cách giải quyết tàu bè bị mắc kẹt dưới cầu. Vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh hai chiếc tàu trôi dạt trên sông nước cuồn cuộn của sông chảy đã đâm sầm vào cầu Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Đây là tàu hút cát công suất lớn trôi tự do từ phía Trung Quốc trôi xuống. Sức mạnh của cú va chạm đã khiến trên cầu có vết nứt và có nguy cơ bị sập. Trong khi đó, hai tàu hút cát khác cũng trôi dạt trên sông Hồng đến cầu Phố Lưu tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai và sau đó trôi vào tỉnh Yên Bái, và hai tàu hút cát này cũng đến từ Trung Quốc. Tập đoàn Enel của Italy đang chuẩn bị rời khỏi Việt Nam. Đây sẽ là hành động mới nhất của một công ty phương Tây bỏ các dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Tập đoàn Điện lực Italy cho biết vào năm 2022, họ muốn đầu tư vào các nhà máy sản xuất tới 6 GW năng lượng tái tạo ở Việt Nam.
mà không nêu rõ loại nào, nhưng lưu ý tiềm năng của Việt Nam về năng lượng gió và mặt trời. Đây là một phần trong kế hoạch tái tổ chức rộng rãi hơn hoạt động kinh doanh toàn cầu của Enel. Không rõ việc liệu rời khỏi quốc gia Đông Nam Á này có được công bố hay không, và khi nào, tập đoàn này dự kiến sẽ trình bày kế hoạch chiến lược hàng năm vào tháng 11 tới. Enel do nhà nước kiểm soát là một trong những nhà đầu tư lớn nhất thế giới vào năng lượng tái tạo, nhưng kể từ khi CEO Flavio Castagnino nắm quyền vào năm ngoái, tập đoàn này đã chuyển trọng tâm sang cơ sở hạ tầng lưới điện và cam kết dành một phần đáng kể đầu tư trong nước và giảm tiếp xúc với quốc tế. Việc Enel rời khỏi Việt Nam sẽ là đòn giáng mới nhất vào chiến lược năng lượng của Việt Nam, vốn xoay quanh việc tăng cường đầu tư vào năng lượng được tạo ra từ năng lượng tái tạo và khí đốt để giảm sự phụ thuộc vào than đá. Quý vị vừa theo dõi phần tường trình tin tức trong ngày của hệ thống truyền thông TNT Media qua phần trình bày của Thảo Nguyên. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thảo Nguyên xin thân ái, mến chào.